Hey, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Mr. House, kênh YouTube chuyên về cái sản phẩm loa audio này. Hôm nay Mr. House có về được một cái lô radio mini cassette của Nhật về. Thì lô này mình về, nói chung là nó anh em nào lấy được thì lấy nha, mình thấy nó lỗi là nó. À, một cái thì nó vô nguồn nhưng mà nó giống như những cái đài ở Việt Nam mà nó không có, nó rè thì hoặc là nó không vô nguồn nha, đó, chân pin bị hư hay là tùm lum hết. Nói chung là cái này là mình về cái này chung với cái lâu lo của mình á, thì anh em nào lấy thì mình chia lại đỡ gạt giá vốn để mình giải nha. Mình mở cái này cứng khó mở, một tay mình khó thao tác hơn. Con này là con Ando FM có 108 luôn, đầy đủ hết. Này mình hay gỡ cái này thấy đứt cái dây pin nè, mình không có test nha. Còn cái này thì mình nãy test thì thấy nó vô nguồn, thấy nó vô nguồn nhưng mà không biết sao nó hát, không biết. Cái này cũng vô nguồn nè, cái này như là có FM luôn nè. Còn cái này thì có FM 108 luôn, con này cũng thấy hát luôn, không thấy tín hiệu điện vô nha. Mấy cái này là mình chưa có sửa chữa gì hết nha, thấy giờ như thế nào thì mình đang bán cho anh em vậy thôi, mình không có sửa chữa không có gì hết, chưa có bọc bạch gì luôn, mình bao chưa bọc bạch gì hết nha. Đây là con Panasonic mới ken luôn, con này thì ban đêm mình test được mấy cái đài nước ngoài á, con này mới lắm, mới luôn, có bao da luôn nha, bao da xịn nè, bao da xịn cực kỳ đi theo nó nè. Mình thấy cái con này đẹp nhất nè, đây nè, bộ nó như thế này nè, đó, cái bao da đẹp cực kỳ luôn. Cái này nó xài hai cái pin 3A ha. Đó, tổng cộng là 1 2 3 4 5. Đó, 5 con. Tổng con này thôi, rẻ bèo luôn. 5 con này anh em nào lấy thì mình để 200.000 nha. 200.000, 200.000 tất cả 5 con như thế này. Anh em nào dài mình muốn vọng gì đó mình vọng. Ok, anh em lấy thì nhớ liên lạc trực tiếp với Tháo nha. Rồi, chào mọi người.